cái xô sát ngồi xong cái đích là mấy anh chị đứng từ giữa cầu đổ qua bờ sông bên kia mấy anh chị nha, và hướng mắt về phía trên là mấy anh chị, thì anh chị sẽ thấy được hết. Còn nếu anh chị đứng từ giữa cái phần mà góc của bên này là anh chị không có thấy gì hết nha. Mình đứng ở trên cầu ấy. Đúng rồi, nên đứng ở trên cầu thì mới vào. Nó lại đi. Mình mới đi ra buổi sáng nghe chị nhá. Phải đi buổi sáng. Đi buổi sáng chụp mới đẹp ấy. Mình sẽ có 7 bàn với anh chị nha. Mấy bàn này 11 có em bé nhá. Bàn này 11 à? Bàn kia đi. Đây, đây chị em mình ra ngoài này ngồi đi. Đây bạn ơi, sang bên này ngồi đi bạn này. Anh Tuấn ơi, cho làm đi, cho làm đi. Anh ơi, anh bạn ơi, đây đây, đổi ghế đây. Ngồi vào ghế luôn. Ngồi đây. Nhậu chưa mà, tối nhậu chưa? Nhậu chưa, nhậu chưa, nhậu. Nhậu đi cho vui. Uống nước. Ui em muốn uống mực. Bạn ơi mực đây đắt lắm. Ui mực cái gì mà mực to? Đây. Thế này là xa lắm rồi. Để vào cái anh Tuấn, để vào cái ghế. Ai đây quay quay lại đi. Mở dài cho đói quá rồi. Này bóp này nó to này. À đúng rồi, đây là sinh tu phiên bản đời thực. Sinh tu phiên bản đời thực. Tao cũng dơ máy, tao quay về tao dựng hay không. Em đã dựng rồi xong rồi. Mất phản xét đấy. Cho em khoe anh chị. Ôi Tuấn, sao lại ngồi đây hết tiền à? Thực đơn của chúng ta sẽ có rau, thịt. Không quan tâm là mình đi đâu kiểu như thế nhá. Đường thích là cái nơi này. Rồi mày lại bắt đầu. Nào. Nào. 2, 3, vô. Bị dọa ảo. Bảo luôn đi, bảo đi. Bạn cứ ứng ực đi. Mời mọi người nha. Công chúa Hoàng Anh Bia uống bia đấy. Cái bàn này hút mới được mọi người. Đi thôi. Nhìn cái mặt đó chị biết rồi. Còn cô này mình mất sinh viên mà đi ăn xin mà đã mù đúng không? Đi ăn xin. Đây đây để em ngồi em quay vlog cho. Này cháu. Kéo mày nhìn ghê đấy. Mày trước khi mày lên ngồi. Thế lắm, đi lắm rồi. Mà em chưa đi chưa? Chúng mình đi chơi đây mọi người ơi. Năm kia đôi tay, dù cho bao mong manh mãi nơi này. Sao còn đẹp quá. Em tìm đường mới thôi. Đi đâu? Đi luôn nhá. Đi đâu? Đi đâu? Còn gì nữa? Trông chụp ảnh cho vợ nè. Đứng đây, đứng đây. Chạy ra anh Tài ơi. Anh Tài ra. Tài ơi. Rồi. Ok. Nào. Nào hai ba chuẩn bị chạm mũi nhau nào. Từ em chụp chụp cái đã. Quỳ anh Tuấn đứng kiểu gì ấy, như này như nào? Đứng cho nó đứng như này. Rồi, bị ấy quá, gồng quá. Tập trung nhau đến nơi đến. Ok rồi, xong rồi, nào. 2 3 này. Chị Nhu ơi, đừng ngước quá. 2 3 này. Lên mặt mà lên một tí nữa. Đây này, 2
Đây được rồi. Đấy. Chị Cao Hùng chụp đẹp á. À chị Cao Hùng chụp đẹp á. Rúng thật. Trời ơi, hai bên luôn này. Kinh thật đấy. Ôi. Đây đúng rồi. Đây nhìn nó tự nhiên. Rồi. Đồ khách của đã nhỉ. Ôi giời, lễ hội chụp ảnh à. Ui. Mẹ chê ra đi. Đây. Thơm nha mọi người. Hello mọi người. Anh ơi. Giờ bây giờ cứ mà nhà nắng quá, con nắng kéo cháu. Thế mà con ra đi mà. Đi thì thôi, đi làm gì mà. Đi cáp treo thôi. Chị ơi, cho em nhờ những bé nhỏ mình di chuyển theo mãi để mình đo chiều cao nha. Đi cáp treo thôi. Ơ, thế nhưng mình phải đo ra. Gãy nữa, gãy nữa. Xin cho người cáp rồi. Đi rồi. Xin cho người cáp rồi. Gáy anh tuấn nói gì ơi, con này vẫn đang chờ, con này vẫn đang chờ. Ơ xịt cái này thì nó không hình dáng à? Không chị ạ, nó chỉ là đấy thôi. Ơ xịt vào gáy nữa mà chỉ xịt cho đỡ mát thôi. Ui. Thế nào mát luôn. Em người lớn mà. Có người lớn gì đi, hai cái người lớn rồi. Ok. Ok. Chúng mình đang đi ra để vào cabin cáp treo nè mọi người ơi. Em đang đi cố gắng hết sức nhanh rồi. Đồ này nhanh lên được không? Đây con này, lên 100 cavi chưa? À, mới 50 cavi thôi. Ngon thôi, 10.000 thôi. 10.000 đi, 10.000 đi. 10.000 đi. 10k đô rồi. Đi rồi, mơ hả? Lỡ đỏ đấy. Lỡ đỏ đấy. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ngồi đâu cho lên nắng được không? Ngồi đây đi. Bạn ơi, sang đây ngồi bạn đây. Đi lâu nữa là không phải là Sky nhá. Chả sợ gì không à? Cười gì vậy? Anh cười gì vậy?
lại em ơi, đầy đủ đồ chưa? Đúng rồi đấy. Tao chưa kìa, tao chưa kìa. Đây 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 bạn ơi, góc này đẹp bạn ơi. Nhắm mắt bạn ơi. Có mỗi thế mà cũng sợ. Chúng mình đến Hòn Thơm rồi. Đây là do chị biết mà đỉnh. Ngày nào chả xem chứ. Đây ha ha với chồng cháu. Đây đây em cầm cho. Để đây. Cả nhà chờ cùng 2 phút ngồi đây đấy. Chồng cháu nó chờ từ 2 vợ chồng của anh đến khổ. Nào. Không phải ngồi xuống. Quay xuống. 1, 2, 3. Thảo, thảo. Trở lại nha, Sao cởi áo rồi? Hả? Sao cởi áo rồi? Áo gì? Bên đây nó cởi áo bên đây. Áo gì tí đâu? Tí mày sẽ đen thôi, kéo áo đen kiểu mày đâu. Đấy, tí mày sẽ đen thôi. Tí tao sẽ mặc vào. Bao nhiêu lần vẫn sợ? Khóc hơn cả khóc luôn. Quỳ. Chi mà khóc trời ơi. Tao thấy mày đi nhìn đèn mày có khóc đâu. Có khóc. Xem vlog của em xem có. Có khóc à? Chị nốt được chưa? Chị nốt được chưa ấy. Bà này thì nhắm mắt khóc. Tú Anh ấy, nó cười khanh 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 khanh. Ở đây có mấy con gà này mọi người. Này, cho cá ăn này. Anh Hoàng đây. Xong anh Hoàng cho em một nhúm. Bên này tung gần cho chạy vào. Đấy. Lấy nhiều vào. Ơi từ từ để quay phim thôi. Quay à? Lỏng thật. Không thì anh thấy là mình phát chung với mọi người. Chúng mình đang đi ra bãi biển này mọi người ơi. Đây là đang đi chơi hay đi hành xác đấy mọi người. Đứng luôn sang bên kia. Bên kia. Ăn hơi đau bụng nhỉ? Đấy, chuẩy đấy. Đứng luôn luôn, chả mày một tí. Em bảo, nhìn đây em này. Con cơm mày không? Đi đi. Rồi, nhìn nè. Ở đây có nước uống không mọi người? Ở đây có nước uống không chị? Ở kia có. Em ra mua cho nó. Chị ơi, Hương ở đâu ạ? Khét đấy. Ghét chưa? Nhưng mà đang xấu đừng quay, tí nữa xinh thì quay. Không, cái này là được rồi. Nóng quá mọi người ạ. Tóc xấu rồi. Luôn. Bây chúng ta sẽ xuống đây để tắm biển nha. Ui nóng quá. Đây là đảo chúng mình
đang ở đây mọi người. Đây là Hòn Thơm. Trời ơi. Nước ở đây nông thế. Anh đập vào mặt mình á. Co giò Ok bạn. Ở đây không, không đi công viên nữa hả mọi người? Ui dồi. Nhìn này, gầy ngom ra. Bạn ơi, không sao cả. Không sao. Bạn sợ mỡ à? Bạc nhạc. Đổi gió đây như nào? Đang ngủ ngoài biển á? Mình vừa mới đi bơi về mọi người ạ. Bây giờ chúng mình phải đi về khách sạn thôi. Mệt quá. Mình vừa mới mua một chai 7 Up ở chỗ chúng mình bơi 30.000. Bơi nhìn mặt đen quá. Đen bãi. Cái giá phải trả của qua điểm. Anh ơi, cho bọn em đi với. Lóng ấy. À. Ôi bãi biển này đẹp đấy, xanh đét kìa. Rồi chỗ này đẹp vậy. Xin chào mọi người. Mình đang cầm GoPro của Giang con. Đi nữa. Con đi. Hăn mấy bạn đấy. Ai đùi. Xe đón mình luôn. Xe đang đậu trước rồi. Chúng mình về đến đất liền rồi mọi người ơi. Chào đấy. Gì đấy? Ủa. Đây đây, nôn vào đây, nôn vào đây. Hết nước rồi. Một lôn. Gì đấy? Mua gì đấy? À. Đẹp hết. Tí xong ông tí về đây mà ngồi hẳn lên đây mà ấy này. Lên đi.
Thank you.
Thì mát mát á, về nóng quá. Đúng
trích vé để đi tàu xong rồi à, đi thuyền. Bây giờ chúng mình sẽ chờ để lên thuyền nha. À, một thuyền này là đi 3 người hả chú? 4 ạ. Một thuyền này đi tối đa là bao nhiêu phút nhỉ chú? 15 phút. Đã? 15 phút ạ, ok. Nhưng mà chú đi cho con Hemi xuống. Chú có 3 người, bây giờ đứa nặng muốn chụp ảnh chú ạ. Ôi giời. Còn gì đây? Giang con, Hạ Nhiên, Vôn Tơi và Mít chúng mình quay lại đây. Đây là thuyền thứ nhất. Nào, ai sẽ chụp trước, Giang con chụp trước nha. Ừ, ok. Cảm ơn chú ạ. À. À kính ạ. Chưa. Quá đẹp. Đứng đây đi, đứng đây chụp ảnh đi. Chị nhân này. Nhìn chú này giống Tây nhỉ. Ơ chú ơi, dâu dài dâu thật đấy chú. Hai cái bà này ạ. Đỡ cái, bảo đỡ cái. Bà già. Từ 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 từ, đợi tí. Cuồng đến này. Một con này tầm bao nhiêu cân? Tầm 3 cân. Một con 3. Mấy một con này có mấy cái chân đấy? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cái. Ở đây có 11 người. Con là khoảng 11 triệu. Đâu? 3 triệu 700 1 cân. Một con 3 cân. Hai nè cua Alaska này. Có 2 triệu 1 cân. 2 triệu 2 1 cân. 2 triệu 2 1 cân. Ăn bên này đi, bên này cho dễ ăn. Ăn bên này cho dễ ăn. Bên này 1 triệu 7 nè, ăn bên nào. Ăn bên này cho dễ ăn. Bên này đi đâu, đâu là to, ít thịt. Ôi, nếu mà thân nhau không được. Ăn bên này đi. Ăn bên này đi. Thân bên này đi cho hách, ăn đi. Mất công ăn, anh em mình mất công ăn rồi, không thì còn gọi cái khác nữa đi. Bên này nhá. Ok. Còn bên này nhá. Đâu 4 con cơ. 4 con cơ. Mỗi người nửa con. Còn hết 4 con đâu này. Bao nhiêu người? Gọi món khác đi, mới bắt tí. 2 con xong rồi tí ăn thêm cái gì, ăn thêm thì gọi thêm. Nếu mà thích ăn thêm thì gọi thêm sau. Rồi anh. 2 con chứ đi cần thêm luôn đi. Quỳ. Xin chào mọi người, hẹn mọi người vào những vlog lần sau. Mình về đây.